Chiều nay, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, ngày 4 tháng 10 năm 1961, 4 tháng 10 năm 2016 và 15 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, 4 tháng 10 năm 2001, 4 tháng 10 năm 2016. Tới dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Được sự quan tâm của Bộ Công an và chính quyền địa phương các cấp, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Gia Lai không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa phương. Tỉnh Gia Lai đã xây dựng và củng cố được hơn 1.000 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với gần 10.000 đội viên tham gia. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành biểu dương lực lượng phòng cháy chữa cháy Gia Lai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm qua. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an Gia Lai cần tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện hiện đại, đáp ứng lộ trình thành lập Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy của tỉnh trong thời gian tới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Dịp này có 26 tập thể và 44 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và 15 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Nhờ xây dựng được nhiều phương án phòng cháy chữa cháy tại cơ sở hiệu quả, những năm vừa qua có tới trên 70% sự cố cháy nổ tại Đà Nẵng đã được giải quyết kịp thời tại chỗ, hạn chế cháy nổ, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển.